Chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của em. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu một loại thức uống trong mùa hè mát lạnh, đó là sinh tố cà chua cà rốt. Ở đây thì nguyên liệu để mình làm một ly sinh tố khoảng 500ml, là cái ly như thế này. Nếu mà ly nhỏ thì sẽ được khoảng 2 ly. Thì mình sẽ cần khoảng đó là 2 hộp sữa tươi. Em ở đây em dùng sữa tươi ít đường, các anh chị có thể sử dụng có đường hoặc là không đường tùy. Nếu mà mình có mục đích giảm cân thì mình sử dụng sữa không đường nhé. Cà chua thì em sử dụng 2 trái. Ở đây thì đây em đã ngâm với cái nước nóng á. Mình nấu một nước sôi xong rồi mình cắt khứa cái cà chua như thế này. Các anh chị thấy em rồi em bóc rất là dễ dàng này. Mình khứa cái cà chua của mình và mình đổ cái nước sôi vô mình ngâm. Để mình không phải sử dụng đá thì cà rốt em đã rửa sạch. Mình để cắt lát như thế này và mình cho vào ngăn đá khoảng 2 tiếng cùng với cái sữa tươi không đường này em cũng sữa tươi ít đường này em đã cho vào tủ lạnh 2 tiếng rồi để mình tạo cái độ mát cho cái sinh tố của mình. Mình không cần phải cho đá thêm sữa đặc. Và nếu thích thì mình có thể sử dụng thêm đường. Bây giờ thì rất là đơn giản thôi. Mình nếu mà mình không thích thì mình có thể cho bỏ cái hạt cà chua đi nhé. Mình có thể bỏ hạt rồi mình cho cà chua vào máy xay. Cho cà rốt của mình vào luôn. Sữa. Cái sữa này nó đông đá lợn cợn luôn nữa các anh chị. Tại vì mình để trong ngăn đá. Cuối cùng là sữa đặc. Em cho khoảng 50ml sữa đặc. Và cuối cùng là mình mang lên xay thôi. Mình làm theo cách này thì sinh tố của mình nó vẫn mát lạnh mà nó không bị xong. Đây các anh chị ơi, vậy là em đã xay xong một cái ly sinh tố cà chua cà rốt mát lạnh kèm với sữa. Không cần cho đá mà cái sinh tố của mình vẫn thơm ngon, mát lạnh, không cần phải sử dụng đá. Với cái cách này thì các anh chị làm thì cả nhà, đặc biệt là các bé sẽ thích hơn á. Tại vì nó đậm đà, nó giữ được cái nguyên vị ấy. Video thực hiện cái sinh tố cà chua cà rốt của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.